Hôm nay anh em chúng tôi đến đây để xử lý một cái máy lạnh nó bị kém lạnh là do dơ ha quý vị ha. Nó dơ tới độ mà bít lưới luôn rồi đó. Bắt đầu là xử lý kiểm tra trước khi tiến hành bảo trì, chúng ta phải kiểm tra trước khi mà vệ sinh máy lạnh như quý vị. Có cái lưới dơ hoặc như thế này. Máu mấy cái lá dính cứ ngắt thì gỡ là hết. Sẽ các bạn thấy cái lượng quay để cho ông về nó coi như thế thôi đổ thừa mấy ông qua làm hư của nó đó. Nhưng mà cũng rất là dơ nha quý vị, cần phải vệ sinh sạch sẽ là hết. Đâu đó cho nó ngon lành đàng hoàng, bắt đầu là tiến hành là vệ sinh cái cục lạnh cũng như vệ sinh cái quạt, các bạn thấy cái lưới không? Đó bụi nó bám là như vậy, cái lượng gió nó đâu có tiếp xúc nhiều với lại cái quạt để nó quay ra mặt đâu. Cần phải làm vệ sinh sạch sẽ trong ngoài luôn rồi. Cái này thì anh em chúng tôi đang mặc quần áo để tiến hành bảo trì cũng như là vệ sinh hai cái máy lạnh này. Theo định kỳ thì nó quá dơ vô cái quạt thì dơ ôi hổi ôi luôn. Càng cao à, nó quay cảm thấy là rất là yếu, cái lượng gió nó thổi ra ngoài nó cũng không có được mạnh cho lắm. Cần phải vệ sinh sạch sẽ trong ngoài, kể cả cái quạt là phải làm sạch sẽ luôn.